Đây là buổi phát thanh đọc sách giữa trưa. Đọc sách giữa trưa. Nguyên Sang. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bày vội vã vào trong hồn mở cửa. Gặp một bữa anh đã mừng một bữa, gặp hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn. Thơ học trò anh chất lại thành non, và đôi mắt ngất ngây thành chất. Em không nói đã nghe lừng giai điệu, em chưa nhìn mà đã rộng trời xanh. Anh đã trông lên bằng đôi mắt chung tình, với tay trắng em vào thơ diễn tuyệt. Chợt đến chợt đi anh vẫn biết, trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Để anh giận mắt anh nhìn vụng dài, giận thơ anh đã nói chẳng nên lời. Em đi rồi sám hối chạy trên môi, những ngày tháng trên vai buồn bỗng nặng. Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Giữ hộ anh bài thơ tình lụa.